đồng như thế này, nếu mà qua hai chiếc thì nó sẽ đụng vô nhà, đạp tiền rất là nhiều các bạn. Cho cô dẫn đường cho các cái xà lan, thì các cái xà lan rất là khỏe, đi qua thì cô báo bao nhiêu chiếc đi xuống, bao nhiêu chiếc đi lên. Chạy đi báo là khu vực nào có nhiều xà lan để xà lan tránh không va chạm nha các bạn. Làm một cái gà rất là độc đáo. Hôm nay chúng ta cùng theo chị này, chị đi dẫn đường cho các cái xà lan các bạn. Đây là chị đang gọi điện, chị có liên hệ với các cái xà lan mà chuẩn bị đi qua các cái con cua, đoạn cua hẹp các bạn, để những cái xà lan không va chạm nha các bạn. Xà lan xuống các bạn. Xà Lan, xà lan đi xuống thì mình sẽ về. Thì Xà Lan này khẩm nói là đây xuống xuống. Dạ. Làm nổi thì bắt này đi lên. Vậy người ta canh nổi nè. Dạ. Canh với thành như nổi đi lên đó. À, nổi đi lên hả? Tao đậu cái này, đi thôi đậu với hũ ca. Dạ. Tao đậu đây, ta với tao không đậu. Đây Xà Lan này đang xuống gạch. Lên. Lên gạch. À, lên hả? Gạch này ở đâu dài vậy anh? Long Xuyên. Long Xuyên An Giang ha, Long Xuyên ha. Bạn đó bữa hổm nó có một chiếc nó đụng vô cái hình như là nó đụng vô cái chẹt cái vỏ người ta đậu ở trong đó. Hôm qua thì mấy đâu tháng trước rồi Quốc sập cái nhà. Hai cái luôn. Hai cái luôn hả? Cái quán cà phê là để quán cà phê á. Quán cà phê còn cái ghế luôn. Cái ghế là gì chứ với xà lan mà chở cháu. À, xà lan chở cháu hả? Ừ. Trời ơi trời. Xà lan chở cháu. Rồi dạ. Chiếc quán cà phê là cái chiếc đó là chiếc An Bình 7 chiếc dẹt. Xà lan chở cháu đó là nó chạy buổi tối hả ta? Buổi đó đụng buổi nào cũng mà buổi tối hay tao 8 giờ tối thì vậy, nghe nói. À, cô đâu có dẫn đường cho mấy anh nghe cháu rồi. Hả? Cô đâu có dẫn cho mấy anh nghe cháu rồi. Có chứ. Cái cháu nhiều lắm, cái cháu chỉ có thằng chiếc vỏ tao có dẫn thôi, còn mấy chiếc kia dẫn vỏ à. Mà chẹt ở nhà chiếc chẹt là An Bình 7 hả? Nó hơn mấy thôi chứ mà đụng con đó là anh có đụng con. Mà nó đền nghe nó cũng nhiều quá. 35 triệu. Cái gì bằng canh trực bằng này không biết đâu được chứ á. Bây giờ chúng ta đang đi công chuyện hả, đi gì rồi mà điện tao thấy như vậy vậy canh mày không canh cho tao lên được. Thằng nó nóng cái bụng má luôn đó, phải bụng má bãi đâu rồi. Đây thú mà không có sẵn thì thôi cũng cái là mình cứ cướp sẵn ở nhà vậy đó chứ không có vụ mà mình để mình bỏ thôi bao bê theo cái công chuyện của mình. Công chuyện này là công chuyện của người ta, là công chuyện gấp. Giờ cô chạy mấy năm rồi đó? Nếu ta cái đò là 15 năm rồi đó. Lên đây là cảnh đúng là 15 năm rồi nha. Mà thằng anh này có không? Ở nhà tôi là cái 3 chiếc giỏ cái chạy đò chạy hàng với lại một chiếc chạy báo xà lan như thế này. Đó, lấy xe anh, tao kêu cậu về để tao Tao không có.